Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Khánh Vân nằm không cũng dính đạn khi bị so sánh với minh tinh hàng đầu của Trung Quốc. Mới đây, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân vô tình vướng vào làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội khi nhan sắc được so sánh cùng nữ hoàng giải trí showbiz Phạm Băng Băng. Cụ thể, khi cả hai cùng diện trang phục cổ trang, một bộ phận cư dân mạng đã đặt tình huống so sánh, nhan sắc làm bùng nổ cuộc tranh cãi. Khánh Vân được so sánh với Phạm Băng Băng. Một số người cho rằng Hoa hậu Khánh Vân có ngoại hình hao hao, mỹ nhân hoa ngữ, nhưng đa phần đều tỏ ý không đồng tình. Nhận định hai nhân sắc chẳng hề liên quan gì đến nhau. Thậm chí, có người còn bức xúc dùng những lời lẽ chê bai Khánh Vân dù cô không có chủ đích trong việc so sánh này. Những bài đăng so sánh liên tục xuất hiện. Khánh Vân được cho là rơi vào hoàn cảnh đáng thương vì ngồi không cũng bị chỉ trích. Trước những lời tiêu cực về mình, người đẹp hiện vẫn im lặng. Trên trang cá nhân, cô đều đặn cập nhật hình ảnh bản thân trong tâm trạng vui vẻ, lạc quan, không buồn phiền gì vì ồn ào đang bủa vây. Hàng loạt bình luận trái chiều, đa phần chê bai ngoại hình Khánh Vân. Khánh Vân vui vẻ, không nhắc gì về ồn ào. Cùng với Hoa hậu Khánh Vân, diễn viên Đỗ Khánh Vân, Trà Long của Mắt Biết cũng từng gặp tình huống éo le tương tự. Tháng 1, 2021, Khánh Vân chia sẻ trên story Instagram cá nhân hình ảnh mình và minh tinh Vương Tổ Hiền. Nguyên nhân là bởi một người hâm mộ đã gửi tin nhắn cho cô trong phần Q&A và cho rằng Khánh Vân có ngoại hình giống nhân vật này. Khánh Vân từng rất vui vẻ khi được so sánh với một mỹ nhân. Đáp lại thân thiện, nữ diễn viên Mắt Biết thừa nhận chính mình đã nhiều lần nghe mọi người so sánh và cảm thấy vui vì được đặt lên bàn cân chung với một mỹ nhân có nhan sắc khuynh đảo châu Á. Nay, dù đã có thêm nhiều mỹ nhân xuất hiện, nhưng Vương Tổ Hiền vẫn giữ vững vị thế và được xem là tường thành nhan sắc khó ai bì. Đỗ Khánh Vân cũng gặp ồn ào tương tự, tạo nên làn sóng tranh cãi. Hành động của Khánh Vân thời điểm đó cũng tạo sự tranh luận dữ dội. Đến mức 3 tháng sau, khi tiếp tục được khen, nàng Trà Long vẫn còn cảm giác sợ hãi và lập tức phủ nhận với lý do thôi được rồi, em lại bị mắng bây giờ. Dù không nói rõ nhưng qua phản ứng của cô nàng, có thể thấy Khánh Vân đã rất áp lực khi trước đó chỉ vô tình so sánh nhưng lại trở thành mục tiêu của cộng đồng mạng. Chụp ảnh màu cũ, Khánh Vân thường bị so sánh với nhan sắc của mỹ nhân hoa ngữ. Không ai muốn trở thành bản sao của người khác và chắc hẳn sẽ càng áp lực hơn nếu đây là những tên tuổi lớn, được nhiều người biết đến và dành tình yêu thương. Với chủ đề có phần tương đối nhạy cảm này, hai nàng Vân của Vbiz chịu nhiều lời bình không hay. Còn bạn, bạn nghĩ sao về chủ đề này? Hãy chia sẻ quan điểm của mình dưới phần bình luận nhé! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé!